Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế gì đây. Tiếp tục với series đó chính là Thần Thú Đại Chiến nha anh em ơi. Rồi thì hôm nay có hai cốt mới cũng như là có cái sự kiện đó chính là sự kiện Red anh em ạ. Ố, nhận nhiều quà thế. Có cả sự kiện lễ hội Carnival luôn anh em. 7 quà, 7 ngày may mắn này. Nhận kẹo cùng cái thứ này anh em. Rồi, chúng ta sẽ vào đây lấy cốt ha. Thần Thú Đại Chiến ha. Thần Thú Đại Chiến đang có sự kiện là Zygarde và Xeneas. Trước tiên tôi sẽ lấy cái cốt ở đây trước anh em nhé. Cốt thì chúng ta có đại tiệc mừng lễ hội Halloween à. Đầu tiên cái cốt này sẽ hạn dùng tới ngày mùng 4 tháng 11 ha. Rồi ấn vào gift code này, ấn vào đây này. 2.000 kim cương luôn. Thật sự là ngon. Thêm một cái cốt nữa đó chính là tổng kết đại chiến sự kiện boss anh em nhé. Hạn dùng cái này tới 29 tháng 10. Thêm 500 game, tôi có gần 50.000 game, không biết có liệu có đủ để ấy không. Rút thẻ tôi sẽ lấy Zygarde Arsenias trước. Ok, 7 lần 10 đúng không? Hey, nào, xem nào, ra cái gì đâu anh em. Ra con này tôi có rồi anh em. Tôi có con này rồi, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, thật ra không quan trọng lắm, 7 này, tại vì đây mình mua x10 cho rẻ anh em ạ, 8 này, một trong hai con thôi, cho tôi chọn con CNS rồi tôi cần một con hỗ trợ anh em ạ, 9 này, 10, 11, 12. Tôi một con S mới 13. Thế nhưng 14 là được anh em ạ. 14 ạ. 14 rồi. Chắc thêm một lần nữa. Không đủ không gian đâu anh em. Tôi còn bao nhiêu game? Tôi còn 13. Tôi còn thêm một lần nữa. Như vậy là tôi sẽ còn x10 còn 10.000 game à. Không biết có đủ lấy thêm CNS không nữa. Tôi, cái này thì không biết. Chúng ta đang thiếu ở trong túi đúng không? Từ chúng ta sẽ ấn vào trong cái Pokemon và bắt đầu là bỏ bớt đi trong này đi thôi, phải bỏ bớt mà cho sẽ nâng cấp dần nó lên thôi anh em, nâng sao này tại vì tôi có khá nhiều con đấy. Mấy con kia mình nâng cấp lên nó thế nó thông báo thế mà. Con này sắp max sao rồi anh em ơi, thật là bá đạo luôn. Con đấy sắp lên 12 sao. Kinh khủng thật. Rồi. Một con cấp độ B 1 2 kết hợp này. Nói chung là mấy game này đang có khá nhiều code anh em ạ nên thoải mái nhập nhé. Ok. Chúng ta sẽ cần thêm một vài cái vị trí trống nữa cơ. Như này là chắc là chưa đủ. Tôi cần 5 con làm sao đủ. À, nó còn hai con ở trong cái này nữa nên nghĩ là sẽ đủ đấy. Ồ, sao chưa được ta? À, nâng rồi, nâng rồi, nâng rồi. Mukip còn cấp độ S. Còn cấp độ B này anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi nghĩ thế này là hợp lý đấy. Và tôi sẽ có rất là nhiều cái vị trí trống rồi. 238, 200 bao nhiêu ấy. Ấn vào rút thẻ nha anh em. Ra đầu luôn anh em, tân đầu ra luôn, không phải tân mấy cơ. Đây, Xeneas. Dĩ nhiên rồi, tôi không biết có đủ game để lấy thêm lần nữa không. Tôi nghĩ tôi sẽ cần kiếm thêm game anh em ạ. Kiếm thêm game kiểu gì đây? Tôi đợi có thêm code kiếp thì thôi. Giờ kiếm thêm game cũng là khó. Tạo được khoảng 400 game. Phúc lợi nè, xem còn cái gì không. Phục hồi tài nguyên thì anh em đừng dùng game mua nhá. 12,55k. Hy vọng tôi sẽ kiếm thêm được một con CNS nữa để nâng cấp cho nó càng khỏe lên anh em ạ. Mua này. Tiệc Pokemon này, sẽ ăn này. Thẻ tháng à, phục hồi tài nguyên. Nói chung là khó.
thẻ phiêu lưu, thám hiểm, phúc lợi, hạn giờ. Hạn giờ có cái gói mảnh vạn năng. Lễ hội Carnival, à tôi quên chưa đổi cái này luôn anh em. Phải đổi cái này, sẽ được đổi một cái skin vĩnh viễn nhưng mà mất 1680 game cơ. Có nên đổi skin không nhỉ? Chưa biết sẽ có nên đổi không. Nhưng con CNS này sẽ nâng sao được nè. Tôi có hẳn một con Disto đỏ luôn. Thật là ngon. Mình sẽ cần hai con CNS để lên, đang hiện tại đang 6 sao. Cho vào team thì quá ngon anh em ạ, theo tôi nghĩ là thế. 79 luôn. Đột phá, đột phía các thứ. Tôi còn thiếu khá nhiều nguyên liệu đột phá. Tôi có một con đấy, bỏ con Aron này đi. Aron là 48.000. Con Aron này khá khỏe anh em. Đây chúng ta thấy nó khá là bá. Aron. Thanh niên này có 36.000 thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ mấy cái đồ của nó đi. Đồ trang sức con kia còn chưa nâng cấp đúng không anh em? Chính xác rồi, còn trang sức con này còn chưa nâng cấp hết. Để thêm một sao nữa thì nó càng mạnh anh em nhỉ. Chúng ta cho 50 đi. Con này đưa vào trong team hỗ trợ rất là tốt à. Ở bên Pika tới chọn cậu hay là Mega huyền thoại tôi vẫn dùng con này. Rất là ổn luôn. Nó chưa nâng cấp cái này. Nó cái này nâng được có tí à? Không được nhiều lắm đâu. Thế như mình thấy như vậy. Con kia nó nhiều sao hơn. Con này ít sao hơn. Nhưng mà nó khỏe hơn anh em ạ. S cộng thì dĩ nhiên không cần phải nhìn vào lực chiến đâu. Thế tôi cho đồ vào đây. Xong rồi đột phá lên thì nó cũng sẽ mạnh lên đấy. Theo mình nghĩ thế. Hello con đấy nha anh em. Được rồi. Mình nghĩ là sẽ lên 50 là đẹp. Vẫn có thể đột phá thêm được nữa mà. 38. Nó còn cầm được thêm đồ nữa anh em. Đây cầm tạm cái này nha. Chứa sức mạnh điện à. Cái này đâu phải là điện đâu. Trang bị tạm. Lên 39. Đưa vào team đi đánh nhau cũng được. Trong túi đồ có cái gì không? Tận 118 bông hoa luôn. Kim cương này, thêm kim cương này. Tôi đang cần anh em. Bí ngô Halloween. Rồi, có thêm một vài thứ kẹo kia các thứ. Để mở quà thôi. Cái kẹo để mở quà thôi anh em. Thức ăn các thứ. Rồi, có thêm ngôi sao. Thêm mảnh vạn năng huyền thoại. Gói mùa hè. Cứ mở thôi. Thêm 4 mảnh vạn năng huyền thoại nó cũng tốt rồi. Zekom, Rayquaza, Zigade và Senias. Senias và Ivetto. Tôi cứ lấy mảnh Senias thôi. Dĩ nhiên là thế rồi. Đang lột dồn cho đấy mà anh em. Đang dồn hết tâm sức cho con đấy mà. Tổng cộng tức bao nhiêu mày? Lên thêm một sao nữa thì ngon anh em nhỉ. Ok. Rồi, có lẽ là full đấy. Con đấy thì Pokemon đấy thì chúng ta sẽ nâng sao. Nó gần 80. Tôi gần đủ anh em. Tôi cần thêm khoảng mấy chục mảnh nữa thôi là tôi lẽ sẽ đủ con này. Nhưng tôi cần một con nữa anh em ạ. Không biết là nếu mà làm full nhiệm vụ có được game không? Được nhiều game không? Mấy con này còn level còn thấp thế. Mấy con này còn chưa nâng tí nào luôn. Chưa lên cấp luôn. Lên được 78. À con kia còn chưa nâng kỹ năng anh em nhá. Con heal anh em. Con heal của tôi chưa nâng kỹ năng đúng không? Không, con này cũng nâng gọi là khá khá đấy. Nâng kỹ năng lên thì nó cũng mạnh lên thêm một chút anh em nhé. Rồi anh em ơi, tôi tạm thời để đấy đã. Quyên góp và xây dựng vui. Tôi cố gắng lên tầm khoảng 15.000 chắc là được thêm một con nữa.
cố hết sức xem nào, xem hôm nay mới diễn ra đúng không anh em? Vãi, đây lại phải đột phá. Bỏ này đi anh em, chúng ta sẽ lại tái sinh. Tái sinh thì ra sẽ có nhiều nguyên liệu hơn đấy. Tiến hóa mất mấy trăm game. Mà con này mình đang muốn tiến hóa lên Mega anh em, thôi kệ cứ vứt đấy đã nhá. Chúng ta chưa ấy vội, đột phá một con ghẻ ghẻ được. Đột phá một con yếu yếu này chắc lên cũng ổn. Can quét này. Đột phá này. Rồi ok. Chúng ta sẽ tiếp tục là vượt phụ bản hàng ngày một lần. Quét này. 1 2 phụ bản HP 1 2 phụ bản quà tặng quét này 1 này 2 này. Rồi ok, chúng ta đã xong, chúng ta sẽ rút thẻ khoảng 3 lần anh em nhé. Cái này chưa rút à? Ôi, hơn 300 vé anh em. Hơn 300 vé mà chưa rút tí nào luôn. Thật là ảo diệu thật. 300 vé mà chưa thèm rút một đợt bất kỳ lần nào luôn. Mảnh Zubat, mảnh bánh nếp, trái cây, bản vẽ trang sức, lõi năng lượng, mảnh ho, nước chanh, sức phẩm này, sức phẩm có tận 72 cái. Thôi mà nâng cho con nào, vấn đề là nâng cho con nào. Đấy, tất thôi anh em, mở tất ra thôi. Rồi, dừng lại, không lại mệt. Nhận kho báu. Được rồi anh em, bây giờ tham gia vào đấu trường phòng thủ. Phòng thủ chắc là bỏ con này đi ha. Để con Senias vào, có lẽ sẽ khỏe. Đó, sẽ để đội hình như này luôn. Con này á, cái này là được rồi anh em ơi. Hơn 350.000 lực chiến à, đấy chắc đánh được. Đánh lần thôi. Tiết kiệm, đang tiết kiệm game mà đánh nhiều quá thì không ổn tí nào. Cho sẽ mua hai ống năng lượng thì mất khoảng 100 game. Thử thách ưu tú à? À, thấy ưu tú thì tôi phải đánh rất là nhiều này anh em. Nó rơi vào tầm bao nhiêu rồi? Nhận tất cả các loại game xem thế nào, xem đủ để mở ra thêm một con nữa không. Tôi hy vọng sẽ đủ. Tôi cần 7 lần anh em, 7 lần x10 nữa thì mới ra được thêm một con. Đó là có 13,62. Quay may mắn à. Quay may mắn thì chịu nhá. Để phiêu lưu xem còn liếm một tí ấy nào không. Game gủng nào không, khung avatar này. Sẽ đi đổi, trong hạn giờ chắc sẽ được đổi game anh em ạ, theo như mình nghĩ là thế. Đổi hạn giờ, đổi game không? Cái này là đổi ra mảnh vạn năng, không đổi game à? Phiếu ưu đãi, đổi ra mảnh nhà thường thôi. Tặng phiếu ưu đãi. Có game nhỉ? Làm gì có, em nhận miễn phí này. Phiếu rút này, đang có cái lễ hội Halloween nên được tặng khá là nhiều anh em. Không, chưa đủ, cái số lượng game này là chưa đủ. Chắc tôi phải đánh thêm ngày mai nữa thì mới có thể là lấy được. Không có game đâu anh em ạ, có mảnh vạn năng đỏ nên lấy. Chắc sẽ đổi cái mảnh vạn năng đỏ này. Đổi được ấy thôi, đổi được 6 à. 3 là cũng được rồi. VIP độc quyền. Vấn đề là cái sự kiện này diễn ra trong bao nhiêu ngày, nó còn 2 ngày nữa cơ mà anh em, thoải mái đi. Thành tích tôi khi tôi nhận thêm một ít game nữa. Chưa đủ luôn. 624 phát triển này. 1 này. 43 này, 33 này. 300M này, bộ sưu tập này,
10 trên 10 này, phụ bản này, 136 này, đấu trường này, 100k này. Quan trọng là được cái game này thôi này, mấy kia không quan trọng lắm. 150 kim cương, gần 15.000, có lẽ là vẫn đủ đấy anh em. Theo mình nghĩ có lẽ vẫn đủ. Tôi cứ thử đi rút đi, xem biết đâu lại ra được thêm một con nữa thì lại đủ mảnh luôn. Cứ x10 cho nó lành anh em ạ. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm rồi đấy. Đang không đủ đây, không đang nó không đủ game này anh em. Hạn giờ, đặc quyền, thám hiểm, khá mệt nhá. Ngày mai cố gắng kiếm thêm mấy nghìn game nữa vậy, cố gắng vậy. Ok, rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.